Alo, xin đi thân ái mến chào anh chị và các bạn. Với hình ảnh quen thuộc đỉnh núi nhỏ, núi Tao Phùng, đây là khu vực Bãi Trước. Và hôm nay Sunny cũng rất là vui, nhân dịp năm mới thì Sunny cũng kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống, một năm mới tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thì mấy bữa Sunny có về Vũng Tàu, quay lại hội Hoa Xuân ngay chỗ công viên Bãi Trước, thì lúc đó thì còn rào lại anh chị, nhưng mà ngày hôm nay với dịp năm mới thì họ đã mở ra rồi. Và Sunny cũng muốn mời anh chị, chúng ta sẽ cùng với Sunny đi ngắm hoa xuân, ngắm hội hoa xuân ở Vũng Tàu, khu vực Bãi Trước. Rồi chúng ta cùng nhau đi anh chị ha. Trước mặt anh chị đó là những chiếc ghe tấp vào bến đậu đây để ăn Tết anh chị. Bây giờ mời anh chị và các bạn cùng đi ngắm hoa xuân với Sunny nha. Rồi chúng ta cùng nhau đi. Trước mặt anh chị đó là hội hoa xuân Bãi Trước Vũng Tàu anh chị. Như thường lệ thì Sunny cũng muốn chia sẻ cái góc phố mà Sunny đang đứng. Phía bên phải anh chị đó là con đường Hàng Me có tên là Lê Lợi. Và tất nhiên là mé trái là chúng ta sẽ có một con đường Quang Trung. Và cái góc này thì cũng rất là thân quen những anh chị sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu. Đây là cái góc mũi Tàu giao cắt bởi con đường Quang Trung và Lê Lợi. Ngày xưa mà anh chị có đi con đường này đó, phía trước mặt chúng ta đó là những cái kiosk, nay là trở thành cái công viên rồi, công viên Bãi Trước. Cái hướng này thì chúng ta sẽ về khách sạn Grand và Palace. Và con đường có những cái BO Pháp ngay cái góc này. Và bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề chính, ngắm hoa xuân, ngắm hoa Tết, coi công viên năm nay như thế nào. Và nhưng cái clip này Sunny cũng cập nhật tình hình dịch cúm gửi tới anh chị và các bạn. Đối với Vũng Tàu thì chưa có cái ca nào lây lan trong cộng đồng, nhưng mà tất cả những quốc lộ giáp với lại Long Thành, Long Khánh và La Ghi, Bình Thuận, Phan Thiết đó anh chị, đều có trạm kiểm soát về y tế của tất cả các bộ phận. Khi mà anh chị đi xe hơi hoặc là xe gắn máy thì tới cũng đo thân nhiệt, khai báo y tế là xuất phát từ địa điểm nào, tới địa điểm nào. Ví dụ như xuất phát từ quận 6, xuất phát từ quận 5, địa chỉ cụ thể, và tới lưu trú ở khách sạn nào hoặc là tới khu vực nào ở trong thành phố Vũng Tàu. Và năm nay thì không có cái việc mà cấm khách tới du lịch Vũng Tàu anh chị, vẫn tiếp đón khách du lịch nhưng mà chỉ ngừng xe lại khai báo y tế. Đây là một cái tiểu cảnh đầu tiên. Tất nhiên là Sunny sẽ đi hết gửi anh chị và các bạn những hình ảnh du xuân này. Đó là đôi lời để chia sẻ với anh chị. Và đặc biệt là tất cả mọi người phải đeo khẩu trang anh chị ha. Nếu mà không đeo khẩu trang thì có thể chúng ta bị phạt hành chánh, thì không biết bao nhiêu tiền thì không biết, nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên đeo khẩu trang anh chị. Dịch cúm này thì sáng nay thông báo thì những người như là dự tiệc cưới nè, ngày 30 tháng 1 ở Aurora Gò Vấp, huyện Kiệm, ngã ba Chú Ý đó, phải có một cái ca dương tính đi vào tham gia đám cưới nè. Rồi có một thông báo khẩn nữa, ai đi nhà sách trên đường Lê Đức Thọ, Gò Vấp cũng phải là khai báo y tế. Ôi thôi,
nhiều thông tin cũng rất là lo lắng anh chị. Và chúng ta tạm gác những cái gì mà Sunny chia sẻ cập nhật anh chị ha. Bây giờ ngắm hoa xuân. Đối với bữa nay thì Sunny thấy so với mọi năm thì nó vắng hơn. Vắng hơn rất là nhiều. Vì mọi người cũng lo về cái dịch dịch cúm đó. Hôm nay thì cũng rất là vui. Hội hoa xuân thì mở cửa lại rồi. Một số anh chị nói con trâu này thiết kế cũng rất là đẹp, cũng xin cảm ơn anh chị. Đây. Là một cái bàn để người ta có nước sát khuẩn. Và một hình ảnh thì ở đây thì có ông già Noel nha chị ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong. Đây là bảng cảnh báo, đi đâu cũng có cái bảng cảnh báo như thế này hết. Cảnh quan phía trước để anh chị hình dung. Rồi bây giờ mời anh chị nha, vào cái khu vực hội hoa xuân Vũng Tàu. Ở đây có nhạc, tiếng nhạc y đùng. Nhưng mà không sao anh chị, đó bây giờ chúng ta sẽ vào cái chủ đề chính. Ở đây mai đào. Và có một cái tiểu cảnh ở trên đây thì buổi tối thì nó sẽ đẹp hơn. Nó có những cái lồng chim gắn đèn vào. Rất là rộng. Nhìn chú trâu có vẻ hơi bị căng thẳng anh chị ha. Phi nước đại. Đây có những cái địa điểm ghế xích đu.
Đây, trà xin đi vòng phía dưới này nha. Chu mỏ, bé chu mỏ. Ở đây thì làm có một số tiêu cảnh xích đu cũng rất là hay. Bên kia thì ở đồng quê anh chị. Mâm ngũ quả gồm bánh tét, bánh trưng, dưa hấu, xoài. Họ làm bằng mút anh chị. Mùa xuân gọi mời. À, đây là cái hướng con đường Lê Lợi và trước mặt anh chị đó là khách sạn Pacific với cổng chào là bằng mây che lá. Bây giờ thì Sunny sẽ mời anh chị, chúng ta sẽ đi ra phía trước để đi qua cái hướng tiểu cảnh về ruộng lúa đồng quê anh chị ha. Ở đây thì có những cái dây pháo, tất nhiên là dây pháo giả anh chị. Đây là những cái khu tiểu cảnh cho các em nhỏ. Nó kéo dài tới mũi tàu mà lúc mà Sunny xuất phát đó. Đối với những ngày Tết thì một số người thì mặc áo đẹp, nhưng mà bác vẫn ngồi đó, ngồi thuyền, tịnh tâm. Mấy hôm nay thì video clip anh chị, cái ngày nó không chuẩn anh chị ha.
cái cường độ mà sinh y cứ lên Sài Gòn về Vũng Tàu, lên Sài Gòn về, lên liên tục như thế thì nó sẽ lệch với cái edict. Sinh y thì thường thường quay cái tới đến cách sinh y là không có quay trực tiếp. Đối với trực tiếp thì nó không có cái tín hiệu, thì nó không có đẹp anh gì màu sắc, nên vậy là phải về edit vào, edit thì nó sẽ đẹp hơn. Quan trọng là sinh y cũng muốn gửi anh chị cố gắng, tất nhiên cũng còn kinh nghiệm yếu về cái vấn đề quay video lắm, nhưng mà cứ làm sao cố gắng đem lại những hình ảnh sắc xuân tràn về, nó thể hiện qua bông hoa lá cành, những cái cây đào, cây mai. Khu vực chính nè, hồi nãy sinh y đã đi rồi, mé bên kia thì cũng có vườn đào, vườn lan, rồi hoa mai, hoa đào vân vân. Và sinh y sẽ mời anh chị chúng ta khám phá cái tiểu cảnh của miền quê thu nhỏ. Đây là khu vực mô phỏng vàng khoan ở Vũng Tàu, thêm lục địa của Việt Nam đến gì với sóng. Sóng này thì họ cũng làm bằng mút anh chị. Và đây là một cái khu cũng rất là nhiều màu sắc. Đây ở trên thì nó có gắn những cái lờ cá bằng tre, trong đó thì có những ánh đèn buổi tối thì sẽ lung linh hơn nhiều. Và ở đây thì có nhạc Mẹ ơi hoa cúc hoa mai nở rồi, và đây là một cái nhạc bản quyền thì Sinh In sẽ insert vào anh chị ha, insert cái nhạc Sinh In vào chiếc thuyền. Thank you.
rất là nhiều tiểu cảnh anh chị. Một vài cái đơn cử, một vài cái tiểu cảnh để gợi anh chị và các bạn hình dung được cái lễ hội hoa xuân của Vũng Tàu ở công viên Bãi Trước. Đối với cái việc tiếp khách du lịch và lưu trú ở Vũng Tàu thì vẫn bình thường nha anh chị ha, chỉ là có khai báo y tế thôi. Cái điều đó thì cũng hợp lý thôi anh chị. Để người ta có cái lỡ có cái gì đó người ta sẽ khoanh vùng nó dễ dàng hơn. Một vài một tí gì đó thì Sunny cũng muốn cập nhật hình ảnh lễ hội hoa xuân của thành phố Vũng Tàu gửi tới anh chị và các bạn. Nhân đây thì Sunny một lần nữa kính chúc anh chị một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Sunny xin chào anh chị và các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại.